Hello everyone, đây mình chơi World level 1201 đây. Cái trò chơi này là hay nhất. Rồi, hoàn thành cấp độ. Bây giờ tới cấp độ 1243. Một lần là hình mà tốt. Đây là cập nhật mới của con.
Ok, qua được rồi. Rồi, rớt luôn. Sức chi buồn. Lỡ thôi. Ok. Không dễ mà không dễ. Về đích thôi. Chuẩn bị bước sang. Wow, thôi chọn thách thức đi. Thách thức chơi cũng vui. Quá dễ dàng. Cấp độ 1246. Wow, ghê chưa, ghê chưa. Đổ đất luôn. Sức chia buồn. Tiếp một lần rớt nữa. Để phải cố lên thôi. Ok. Ok, rớt luôn.
Rồi, cấp độ 249 với bóng lăng là nhà thám hiểm chủ trương. Cái đó đụng được tư, được tư ra ngoài luôn, là rớt luôn. Chào mừng các bạn đến với đại dương sâu thẳm. Đẹp ghê chưa? Map đại dương rất là đẹp. Mình rất thích map này. Cấp độ 1250 nha. Thử khó dưới tay. Thất bại làm lại. Ok. Tiếp tục đi thôi. Câu buồn dạ chân lên, chọn chân lên đi. Chân lên chơi vui hơn. Hoàn thành thách thức đặc biệt đại dương sâu thẳm. Bây giờ mình bay lên bầu trời. Bầu trời bao la giữa thành phố. Tiếng giờ cấp độ khó. Y chang mê cung. Mê cung cử hoàn toàn. Không có đường ra. Nhưng mà không sao, đã có mình. Tôi sẽ tìm đường ra cho các bạn. Ok.
Ok, thấy hay chưa? Chào mừng các bạn đến với cuộc chiến phong lan đặc biệt tại đại dương số thánh. Tôi nay sẽ làm chuyện thánh mình là cũng làm bắt buộc nè. Chọn đường tắt đi cho an lành. Thank you.
54. Thức thôi, sự thức này là đậu quá rất tuyệt vời. Ok, làm lại. Là mình xin kết thúc video của mình hôm nay nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì cho chúng mình xin một like và một subscribe để ủng hộ cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.